Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắc, địa phương này vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại. Bệnh nhân là anh VVT, sinh năm 1971, thường trú tại xã Pương Rang, huyện Krông Quốc. Vào ngày 14 tháng 2, bệnh nhân T có các dấu hiệu của bệnh dại như sốt, đau đầu kéo dài, chóng mặt, mệt mỏi, lo lắng. Đến sáng ngày 18 tháng 2, các triệu chứng này không giảm mà bệnh nhân T còn bị sốt cao, đồng thời sợ nước, sợ gió nên được người nhà nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để thăm khám. Kết quả, bệnh nhân T được chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn. Sau đó, bệnh ngày càng tiến triển nặng. Đến ngày 19 tháng 2 thì bệnh nhân tử vong. Theo người nhà bệnh nhân T, khoảng 2 tháng trước, do bất cẩn nên bệnh nhân bị chó cắn vào tay nhưng chủ quan không đi tiêm vaccine phòng bệnh dạy. Trước đó vào cuối tháng 1, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân 49 tuổi với biểu hiện lơ mơ, sốt, đau nhức người, nôn ói, sợ gió, sợ nước với chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn. Bệnh nhân tử vong sau 2 ngày nhập viện. Người nhà bệnh nhân cho biết, trước thời điểm nhập viện một tháng, bệnh nhân bị chó chạy rông cắn vào bàn chân bên trái và không đi tiêm vaccine phòng bệnh dạy. Một trường hợp khác là bệnh nhân 51 tuổi, trú tại xã Hòa An, huyện Crong Park, tỉnh Đắk Lắc. Ngày 5 tháng 2, bệnh nhân khởi phát bệnh với triệu chứng mệt mỏi, sợ nước, sợ gió. Người nhà đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với trần đoán, theo dõi bệnh dạy lên cơn. Theo người nhà bệnh nhân, cách ngày nhập viện hơn một tháng, bệnh nhân bị chó chạy rông cắn vào ngón trỏ, ngón cái bàn tay trái do chủ quan nên bệnh nhân cũng không đi tiêm vaccine phòng bệnh dạy dẫn đến mắc bệnh và tử vong từ đầu năm đến nay, các bệnh viện tiếp nhận nhiều người bị chó mèo cắn, cào, trong đó không ít trường hợp tử vong. Tại bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hai trường hợp phát bệnh dại do bị chó cắn. Trường hợp đầu tiên là một người đàn ông 57 tuổi, quê cà mau, xuất hiện triệu chứng sợ nước, sợ gió, kích động, dị cảm ngón tay lan ra cánh tay phải sau 4 tháng bị chó cắn nhưng không đi tiêm ngừa. Trường hợp thứ hai là một bé gái 4 tuổi, quê bình thuận, nhập viện trong tình trạng ăn uống kém, thở không đều, sợ nước và gió, mệt nhiều, sốt. Trước đó 7 ngày, bé bị chó cắn vào vùng mặt và cũng không đi tiêm ngừa. Hai bệnh nhân lần lượt tử vong vào ngày 12 tháng 2 và ngày 15 tháng 2. Chỉ trong vòng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận gần 90 trường hợp bị chó, mèo, khỉ, chuột, thỏ cắn hoặc cào, trẻ em chiếm đến 90% trong các trường hợp bị xúc vật tấn công. Điển hình là bé trai 7 tuổi ở Bắc Giang đi chúc Tết nhà bà ngoại bị chó bất ngờ lao ra cắn tới tấp vào vùng lưng, bụng, đùi đến mức lộ ruột ra ngoài và thủng ruột. Khi chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được cấp cứu, phẫu thuật cắt bỏ một đoạn ruột, sau đó được tiêm huyết thanh và tiêm vắc phòng dạy kịp thời. Bệnh dại là bệnh vô cùng nguy hiểm, là bệnh truyền nhiễm đáng sợ nhất. Nếu đã phát bệnh, tỷ lệ tử vong gần như 100% đối với cả người và động vật tuy vậy bệnh dạy trên người có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vaccine huyết thanh kháng dại theo hướng dẫn của bộ y tế huyết thanh kháng dại được tiêm càng sớm càng tốt trường hợp không thể tiêm vào ngày đầu sau khi bị cắn thì tiêm trong vòng 7 ngày sau mũi vaccine đầu tiên khi bị chó cắn mèo cào nên rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch sau đó đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng bệnh dạy kịp thời